Chiều qua, công ty cổ phần tập đoàn Enterplus và công ty cổ phần nông sản Đắc Quảng tổ chức trao tặng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Havisin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đơn vị liên quan đến việc điều trị, chăm sóc các bệnh nhân F0 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các đơn vị đã trao tặng 2.000 hộp thuốc Havisin hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rác họng, khang tiếng cho Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và các trung tâm y tế quận huyện. Tại buổi trao tặng, lãnh đạo Sở Y tế thành phố chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ và cho biết đây là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với lực lượng y tế thành phố. Ghi nhận những đóng góp hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các đơn vị trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng thành phố cũng bày tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục đồng hành để thành phố sớm hoàn toàn đẩy lùi dịch COVID-19.